Mỗi dịp Tết đến xuân sang, bên cạnh bánh chưng hoa đào, hoa mai, cành quất, cây nêu hay bánh chưng xanh thì mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình người Việt. Dưới đây là nguồn gốc và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết, có thể bạn chưa biết, mời các bạn cùng tìm hiểu. Mâm ngũ quả có nguồn gốc từ đạo Phật, được nhắc đến trong kinh Vu Lan Bồn với hình ảnh trái cây năm màu tượng trưng cho ngũ thiện căn. Quan niệm của nhà Phật gồm tín căn, lòng tin, tấn căn, ý chí kiên trì, niệm căn, ghi nhớ, định căn, tâm không loạn và huệ căn, sáng suốt. Theo quan niệm của người phương Đông, ngũ quả được thể hiện cho năm hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm yếu tố cấu thành nên vũ trụ. Ngoài ra, mâm ngũ quả còn mang ý nghĩa an khang thịnh vượng, giúp cho năm mới được suôn sẻ, may mắn. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả khác nhau, mỗi loại tượng trưng cho một ước nguyện của gia chủ, thông qua tên gọi và màu sắc của loại quả đó. Không những thế, ngũ còn được thể hiện cho ước muốn của người Việt đạt được ngũ phúc lâm môn, phú, giàu, quý, sang, thọ, sống lâu, khang, mạnh khỏe và ninh, bình an. Vậy tại sao lại là 5 loại quả mà không phải là con số nào khác? Trong văn hóa phương Đông, nhiều quy luật tự nhiên được gắn với chữ ngũ như ngũ hành, ngũ cốc, ngũ quan, ngũ vị, ngũ tạng. Số 5 tượng trưng cho sự sống, sự đầy đủ và 5 loại quả cũng ứng với thuyết ngũ hành. Việc bày mâm ngũ quả ngày Tết mang ý nghĩa bày tỏ tấm lòng thành kính với các bậc tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Quả cũng tượng trưng cho thành quả lao động của cả năm của con cháu dâng lên các bậc bề trên. 5 loại quả được chọn bày lên mâm ngũ quả tùy thuộc vào quan niệm văn hóa cũng như đặc trưng về sản vật của các vùng miền. Mỗi loại quả có những ý nghĩa riêng, thể hiện qua hình dáng, hương vị, màu sắc hay thậm chí là cả cách đọc tên. Ở mỗi miền, tùy theo quan niệm và phong tục tập quán mà người ta lại có những cách bày mâm ngũ quả khác nhau. Người miền Bắc bày mâm ngũ quả theo thuyết ngũ hành, trong văn hóa phương Đông là vạn vật hòa cùng với trời đất. Vì thế, mâm ngũ quả cũng phải bày phối theo 5 màu: kim, trắng, mộc, xanh, thủy, đen, hỏa, đỏ, thổ, vàng. Mâm ngũ quả của người miền Bắc thường có 5 loại quả: chuối, bưởi, đào, hồng, quýt. Cách trình bày truyền thống là chuối ở dưới cùng đỡ lấy toàn bộ các loại quả khác, chính giữa là quả bưởi hoặc quả Phật thủ vàng, các loại quả khác bày xung quanh, những chỗ còn trống cài xen kẽ quả quýt nhỏ hoặc quất. Người miền Trung không quá công nghệ về hình thức, chủ yếu là có gì cúng nấy, thành tâm dâng cúng tổ tiên. Bởi thế, mâm ngũ quả mỗi nhà lại khác nhau, miễn là tươi ngon. Các loại quả thường thấy trong mâm ngũ quả của người miền Trung là thanh long, chuối, dưa hấu, mãng cầu, dứa, sung, cam, quýt. Người miền Nam bày mâm ngũ quả với mong muốn cầu sung vừa đủ xài, ước mong năm mới đầy đủ sung túc, tương ứng với 5 loại quả: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài. Ngoài ra còn có thêm quả thơm, tức là quả dứa, với mong muốn con cháu đầy nhà, và một cặp dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng để cầu may mắn. Người miền Nam kỵ cúng một số loại quả vì theo phát âm mang tên gọi ý nghĩa không tốt, như chuối gần với từ chuối nhủi, làm ăn không phất lên được; lê gần với từ lê đết, đổ bể, dễ thất bại; cam quýt với ý nghĩa quýt làm cam chịu. Ý nghĩa của một số loại quả trong mâm ngũ quả. Ngũ quả được xem như biểu tượng cho thành quả lao động của một năm miệt mài mà người nông dân muốn dâng lên tổ tiên ông bà. Ngũ quả cũng bày tỏ sự mong mỏi, hy vọng của người dân về một năm mới no đủ, sung túc, hạnh phúc và vui vẻ. Vì thế, mỗi loại quả bày trên mâm ngũ quả đều truyền tải một thông điệp riêng. Chuối xanh. Màu xanh tượng trưng cho hành mộc, mang ý nghĩa như bàn tay ngửa để che chở, đem lại sự bình an, sung túc, đùm bọc và gắn kết. Quả Phật thủ. Phật thủ có hình dạng đặc biệt, tựa như những bàn tay của Phật che chở bảo vệ cho gia đình. Phật thủ thường được đặt ở trung tâm, nơi cao nhất trong mâm ngũ quả. Táo có ý nghĩa là phú quý. Quất, quýt theo âm Hán của từ quất, gần giống với âm từ cát, bày quất trên mâm ngũ quả, ý nghĩa mang lại sung túc, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. Bưởi được đặt trên nải chuối xanh, tượng trưng cho phúc lộc với mong muốn an khang thịnh vượng. Dưa hấu. Dưa hấu với vỏ xanh và ruột đỏ sẽ mang lại sự may mắn. Quả căng tràn mọng nước, ngọt thanh, tượng trưng cho sự sung túc và căng tràn sự sống. Dưa hấu ruột vàng cũng được lựa chọn nhiều vì màu vàng cũng là màu của sự may mắn. Đu đủ, giống như tên gọi của nó, trưng đu đủ trong ngày Tết, người Việt Nam mang theo mong muốn được sự đầy đủ, thịnh vượng trong cuộc sống, không những trong kinh tế mà còn cả trong tình cảm. Xoài, người miền Nam phát âm là xài, ý muốn cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn, cuộc sống sung túc. Dừa, người miền Nam phát âm là vừa, ý muốn cầu mong sự vừa đủ, không tung thiếu và viên mãn trong cuộc sống. Sung, người ta chọn sung để biểu trưng cho sự sung mãn, không những về tình cảm, sức khỏe mà về cả tiền bạc cũng như cái tên vốn có của nó. Thơm,
miền Nam gọi là khóm, với dáng như rồng, thân có vảy như vảy rồng, với ý nghĩa mang lại sự giàu có, may mắn và thịnh vượng. Thanh long mang ý nghĩa rồng mây hội tụ, tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Nho trong phong thủy, nho tượng trưng cho sự tạo ra sự phong phú của cải vật chất, nho cũng đại diện cho sự thành công. Đôi khi, nho cũng được sử dụng như là công cụ phong thủy cho việc hóa hung thành cát, biến vận hạn rủi ro thành may mắn. Quả trứng gà hay lê kim ma như hình đào tiên, tức là lộc trời. Quả lê, vị ngọt thanh, ngụ ý việc gì cũng trơn tru suôn sẻ. Quả lựu, nhiều hạt tượng trưng cho con đàn cháu đống. Quả đào, thể hiện sự thăng tiến. Quả mai, tức là hạnh phúc, không cô đơn. Mâm cũng quả gắn với sản vật của từng miền, cộng với phong tục tập quán riêng mà người dân mỗi miền lựa chọn bài mâm ngũ quả riêng theo ý mình. Mâm ngũ quả ngày Tết là nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt, dù có khác nhau giữa các vùng miền, trên hết đều thể hiện sự thành kính hướng về cội nguồn, tổ tiên và ước mong một năm mới an khang, hạnh phúc và đầy đủ. Trên đây là nguồn gốc và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết. Còn điều gì mà chúng mình chưa đề cập, hãy để lại bình luận để chúng mình cùng trao đổi nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!